Làm gạch lát đường từ rác, học sinh lớp 10 đạt giải nhất cuộc thi sáng tạo trẻ. Bạn đang xem kênh YouTube chính thức của báo Vietnamnet. Em Diễm My, lớp 10B2, trường Trung học phổ thông Lê Thế Hiếu, Cam Lộ, Quảng Trị vừa đạt giải nhất tại cuộc thi sáng tạo trẻ lần thứ 10. My tâm sự, em muốn góp sức làm giảm khối lượng rác thải ra môi trường. Gặp Nguyễn Thị Diễm My sau cuộc thi sáng tạo trẻ tỉnh Quảng Trị, My tâm sự, khi nghe tên mình được xướng giải cao nhất tại cuộc thi, em vui sướng vì công cuộc tìm tòi, tái chế hơn 1 năm qua đã bước đầu có kết quả. Diễm My là con đầu trong gia đình có 2 người con. Từ khi My học lớp 2, ba mẹ em đã đi làm ở nước ngoài. Hàng ngày, My sống cùng ông bà ngoại. My tâm sự, em chỉ thấy bản thân có chút thiệt thòi về tình cảm, chứ tính ra em có may mắn hơn rất nhiều người khác. Tuy vậy, gia đình luôn ủng hộ em từ việc học cho đến mọi việc khác trong cuộc sống. My nói từ lâu đã có mong muốn được đóng góp một phần công sức của mình để cùng mọi người bảo vệ môi trường, nhưng em không biết làm cách nào cho hiệu quả. Nhận thấy nơi mình sống có nhiều con đường đất đỏ trở nên trơn trượt, khó đi vào mùa mưa, khi trời nắng thì gió thổi, bụi bay mù mịt, trong khi rác thải cũng ngày một nhiều, My đã nghĩ ra cách tái chế rác thành gạch lát đường. My nói, khi học lớp 9, em được học về vôi sống. Sau bài học, em thấy vôi có tính chất hóa học của oxit bazơ, có khả năng hấp thụ, phản ứng với các khí độc như CO2, SO2, HF nên sẽ giữ cho sản phẩm luôn ổn định, không bị lên men, hư hỏng do ẩm. Hỗn hợp khi sử dụng với vôi có độ kết dính cao, dán chắc, bền vững nên em chọn đưa vôi sống vào các ý tưởng của mình. Những lúc rảnh rỗi, em đi khắp nơi nhặt nhạnh chai nhựa và đưa về nhà để bắt đầu việc tái chế. Đầu tiên, My rửa sạch và cắt các loại nhựa thành từng miếng nhỏ. Sau đó, trộn lẫn vữa với cát, đá theo tỷ lệ 64 hoặc 73, rồi cho hỗn hợp lên chảo đun sôi khoảng 15 phút ở nhiệt độ từ 110 đến 130 độ C. Cuối cùng là đổ hỗn hợp này ra khuôn. Khi nguội, chúng sẽ kết dính với nhau tạo ra viên gạch để lát đường hoặc lát tường. My chia sẻ, rác thải nhựa thì có ở khắp nơi, rất dễ kiếm. Còn nguyên liệu như vôi thì có giá thành rất rẻ, chỉ 500 đến 1.000 đồng 1 kg. Một viên gạch với kích cỡ khoảng 35 x 25 sẽ tái chế được khoảng 1 cân rác thải nhựa. My thường chế tạo ra các loại gạch có kích cỡ 30 x 30, có độ dày mỏng tùy theo mục đích sử dụng. Những viên gạch dày được dùng để lát đường chịu nhiều lực, những viên gạch mỏng có thể dùng để lát tường. Em vẫn nhớ mãi cái viên gạch đầu tiên do em tự đúc nên. Nó đã thành một khối cứng nhưng thô kệch và xấu xí. Lúc đầu, đúc được viên gạch này, em cứ nghĩ mình đã biết cách tái chế rồi, nhưng do đá và cát ít có khả năng kết dính khi phản ứng với không khí, nhiệt độ ở ngoài môi trường nên chỉ một thời gian ngắn, những viên gạch mềm nhũn bể thành mảnh vụn. Tuy vậy, bản thân em cũng rất vui, em tự động viên bản thân nghiên cứu và tìm tòi thêm để tạo ra được sản phẩm hoàn chỉnh hơn. My chia sẻ, My hy vọng ý tưởng tái chế gạch lát đường từ hỗn hợp rác thải nhựa sẽ được nhiều người áp dụng để hạn chế tình trạng ô nhiễm môi trường.